Trang Tài Long Xuyên đến đây để thăm viếng, và tiếp theo là cầu nguyện cho linh hồn Dương Xe và cầu nguyện cho em Dương Quốc Toàn được mau chóng về thiên đàng để nhận ơn Chúa. Trong những ngày còn sống thì Quốc Toàn cũng có những sự cống hiến cách riêng cho sứ đoàn cũng như cho giáo xứ, và với tình yêu thương và sự biết ơn, hôm nay gia đình quy trưởng giáo lý viên của giáo xứ Trang Tài Long Xuyên đến đây để bên cạnh em, để cùng với em ôn lại những câu kinh, lời ca, tiếng hát và thầm lễ nhờ lời bầu cử của mẹ Maria. Xin Chúa thương đón nhận linh hồn của xe vào buổi nhà thánh Chúa, và cũng xin kính mời giáo quý cũng như đoàn bà cô bác cùng nhau cùng với chúng con để dâng lên những câu kinh, tiếng hát cầu nguyện cách riêng, cách đặc biệt cho linh hồn của xe. Xuống cho con lòng anh chân chứa, trao dồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba, đòi nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấm ô con ngày đêm, thâm sát hồn tràn lan ơn thiên. Này đó, người ta sẽ nói: này đây, Chúa chúng ta đã chờ đợi người và người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, nơi người chúng ta tin tưởng. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn người cứu độ. Phúc cho ai biết lắng nghe lời Chúa và thực thi ý Chúa. Xin lời ta mới được sống lại và đưa lại cho nước trời nhiều tín hữu. Ai vì Chúa mà chấp nhận hiến mạng sống mình, vui lòng nhận lấy những hy sinh lớn lao như cái chết, thì chắc chắn sẽ được sống đời đời. Vì Thầy Chí Thánh đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết, thì chúng ta cũng vậy. Ai phụng sự Chúa Giêsu thì phải tin rằng người ở đâu, họ cũng được ở đó và được Chúa Cha thương yêu và tôn vinh. Này không còn nước mắt đủ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin con ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này ngày chưa thường mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi, như có câu dồn tựa thoát mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Cảm ơn quý trưởng, quý cô, quý chú, quý ông bà cô bác đã đến đây hiệp ý cầu nguyện cho em con. Con xin phép Chúa rồi, nó được dạy Chúa rồi, hãy yên tâm đi, nó đừng buồn nữa.
quý cộng đồng, con xin được đề nghị với gia đình ba mẹ của con, xin cho ông cha được đến đã dâng thánh lễ cuối đời cho em con. Con xin cảm ơn cha sở giáo sư Thế Toàn, cha sở giáo sư Thế Đôi, các sơ, các họ đồng, ca đồng cùng cộng đồng thân Chúa đã bị tình thương đến gia đình chúng con.
Giêsu Kitô khi an nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi người tin vào Chúa, để khi dùng chôn cất thân xác, các phần mộ làm gia tăng niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho tôi tớ Chúa là Giuse được an nghỉ trong ngôi mộ này, cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu sáng, làm cho tôi tớ Chúa được phục sinh. Và trong ánh quang chiếu tỏ từ tôn nhan Chúa, tôi tớ Chúa được nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu trên trời. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Sáng láng của người. Vậy chúng ta xin phó giao người nem Giuse chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác người anh em này được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người anh em Giuse chúng ta đây. Chúng ta dành cho một phút này, không có đẹp quá đâu. Rồi.